những bộ phim tài liệu mang rất là nhiều giá trị, bởi vì nó là mang tính chân thật của một cái câu chuyện. Trang cảm thấy rất là lạ khi lại có một bộ phim tài liệu lại được phát hành rộng rãi ra công chúng. Thật sự mà nói là rất là kích thích hơn. Đây là một niềm động viên và khích lệ rất là lớn đối với những nhà làm phim trẻ. Dù nói hơi quá một chút nhưng tôi có thể coi đây là một cột mốc lịch sử của cái phát hành phim Việt Nam. Khi phát hành bộ phim tài liệu này, và xin cảm ơn Varian, cảm ơn đạo diễn Nguyễn Thị Thấm đã tạo ra một bộ phim đầy xúc cảm để cho chúng tôi giới thiệu bộ phim đến tất cả quý vị khán giả. Hãy thừa nhận rằng họ là những người rất là can đảm, rất là dũng cảm với cuộc sống của mình. Họ đốt hết cuộc đời của mình để sống đúng nghĩa, họ sống sòng phẳng với cái định mệnh của mình. Bắt chụp được những cái khoảnh khắc mà mình nói thiệt là không cách nào mà dàn dựng được. Bộ phim này sẽ chạm đến trái tim của rất là nhiều người. Thông qua nhân vật chị Phụng, người ta có thể tin được vào sức mạnh của phim ảnh. Không có chuyện nào bị lãng quên và không có nhân vật nào bị quên lãng. Đấy là một thông điệp xã hội vừa nhân văn, nhưng mà đồng thời nó cũng mang đến cho người ta những cái nhìn thực sự về cái đời sống của những người đồng tính. Mong là phim này sẽ được nhiều bạn trẻ đón nhận và nhiều người đồng cảm, trong đó có Hưng. Và tôi rất là mong chờ cái bộ phim này và tôi mong rằng mọi người ủng hộ. Và Thảo Trang cũng rất mong quý vị khán giả hãy cùng đến rạp ủng hộ cho bộ phim này. Mong là mọi người sẽ ủng hộ và đi coi phim. Let's watch Chuyến đi cuối cùng của Địa Phương. Không chỉ ủng hộ cho bộ phim của Thắm mà ủng hộ cho hãng phát hành, tại vì họ đã dũng cảm phát hành bộ phim như thế này và nó tạo có cơ hội cho nhiều bộ phim độc lập của các đạo diễn sau này ra được rạp và đến được nhiều khán giả hơn. Hãy xem Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng. Let's watch The Last Journey of Madame Phụng. Bộ phim này đang làm tiêu đề hot. Mọi người hãy đến đón xem nha. Trên tay tụi mình có vé hết rồi nè.